Theo kết quả khảo sát của Viện Nghiên cứu thuộc Credit Suisse với 2.360 doanh nghiệp tại 46 quốc gia giai đoạn 2005-2011, những doanh nghiệp có ít nhất một nữ lãnh đạo có tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cao hơn mức bình quân và được định giá cao hơn trên thị trường chứng khoán. Số liệu của hãng Bloomberg cho biết, tại Việt Nam, phụ nữ hiện đang chiếm 7% trong tổng số lãnh đạo điều hành doanh nghiệp. Thế nhưng con số nữ lãnh đạo tại Việt Nam và trên thế giới vẫn còn khiêm tốn. Làm thế nào để phụ nữ trở thành những nhà lãnh đạo thành công nhưng luôn cân bằng được cuộc sống? Cuốn sách Cách người phụ nữ xuất chúng lãnh đạo do bà Joan Bass và Susie Cranston sẽ là câu trả lời cho vấn đề này. Hai nữ tác giả của cuốn sách này đã từng rơi vào cảm giác hụt hẫng, thất vọng vào bản thân trong suốt những năm tháng vùi đầu vào công việc gia đình và công ty. Với họ, việc tìm kiếm một cuộc sống khác hơn, thú vị hơn, có khả năng dẫn dắt lãnh đạo tốt hơn đã thúc đẩy họ dành hơn 5 năm nghiên cứu và cho ra đời cuốn sách. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày nay sự tài năng và giỏi giang của người phụ nữ không còn bị bó hẹp trong gian bếp của gia đình nơi họ thực hiện công việc tề gia nội trợ, mà ngày nay người phụ nữ đã có thể bước ra ngoài thế giới để cống hiến tài năng và sức lực của mình cho các doanh nghiệp và xã hội, đồng thời họ có thể nắm giữ nhiều vị trí then chốt tiên phong trong nhiều lĩnh vực và cạnh tranh một cách bình đẳng với nam giới. Tác giả cuốn sách Cách người phụ nữ xuất chúng lãnh đạo chia sẻ rằng, theo truyền thống, quyền năng lãnh đạo thuộc về nam giới, dù cho nữ giới cũng thành công trong mọi lĩnh vực. Khi miêu tả về người lãnh đạo, ta thường nhắc đến các đặc tính, khả năng phân tích, kiên định, sẵn sàng đón nhận rủi ro, cương quyết, chân dung tiêu biểu của một người đàn ông. Trong khi đó, chẳng ai mô tả một nhà lãnh đạo với tính cách mềm mỏng, thấu hiểu, thật thà, dịu dàng và sáng tạo. Cách người phụ nữ xuất chúng lãnh đạo đưa ra những ý tưởng và góc nhìn về thành công hoàn toàn khác với những quyển sách khác. Theo các tác giả, các nữ lãnh đạo là những con người đầy tham vọng, quyết đoán, tự tin và biết cân nhắc rủi ro. Họ nói lên chính kiến và nắm lấy vận mệnh của mình, nhưng đồng thời họ cũng biết cảm thông, tích cực, vui vẻ kết nối và quan tâm đến người khác. Một ngày nào đó, những tính cách này sẽ làm nên chân dung của mọi nhà lãnh đạo, cả nam lẫn nữ. Qua một thời gian dài nghiên cứu, các tác giả đã khám phá một mô hình liên kết giúp những người thực hành theo nó có thể tạo ra những thành công rực rỡ trong quá trình lãnh đạo. Mô hình đó có tên gọi là mô hình lãnh đạo cân bằng với 5 yếu tố chính: định hướng, ý nghĩa, kết nối, tạo năng lượng và thực hiện. Kính thưa quý vị và các bạn, những câu chuyện về người thật, việc thật trong quyển sách này sẽ dễ dàng khiến cho người đọc bị thuyết phục bởi mô hình lãnh đạo cân bằng. Chúng tôi đang muốn nhắc đến câu chuyện của cô gái Amania Akpaje, hiện đang sống tại phía bắc Nigeria. Đây là một vùng đất hiện nay vẫn còn tôn trọng truyền thống trọng nam khinh nữ, nơi mà người phụ nữ chỉ có thể làm những công việc giản đơn và thầm lặng như giáo viên hoặc là người nội trợ. Tuy nhiên, vượt lên trên tất cả những định kiến, cô gái Amania đã xây dựng được một sự nghiệp riêng cho riêng mình và thành lập nên một công ty luật nổi tiếng. Cách người phụ nữ xuất chúng lãnh đạo đã mang lại nguồn cảm hứng tuyệt vời cho mọi người phụ nữ, dù đang ở vị trí lãnh đạo hay vẫn còn đang chật vật tìm kiếm giá trị sống thực sự trong thế giới này. Đó là lý do mà quyển sách này đã được nhiều lời đề tặng Hoa Mỹ. Giáo sư Warren Bennett, Đại học Southern California, đã khen ngợi quyển sách này. Điều khiến cho quyển sách này trở nên thật đặc biệt chính là vì nó tập trung mô tả những phẩm chất cá nhân vốn là nền tảng cho khả năng lãnh đạo xuất chúng. Còn bà Elizabeth Smith, chủ tịch tập đoàn Avon, lại cho rằng đây là tác phẩm mô tả đặc thù cá nhân của người phụ nữ tài ba, tạo được tác động mạnh mẽ cùng nhiều khám phá thú vị, do đó mang lại cái nhìn chân thực về cách phụ nữ chúng ta sống và lãnh đạo.